bây giờ nó có một số cái cọc kia là chạy không dây, đây nó chạy các quang đâm đường truyền rất ổn định, thứ hai là ít người dùng nên là nó lại rất là mạnh, nhà nào mà nó có wifi thì rất là mạnh. Xưa ở trên này nó bán cái chăn con công của Trung Quốc nhiều, cũng màu đỏ bảy đầy đường. Cái chăn đấy là đắt lắm đấy, chăn con công là đắt. Rồi nó đám cưới mới được mới tặng nhau, họ hàng mới tặng nhau được cái chăn con công của Trung Quốc đẹp lắm. Của nó bền, cái màu của nó bền. Thứ mà Trung Quốc này
kênh như đấy nhiều. Kênh này chủ yếu tập kênh nên nhiều các tỉnh, chứ còn người dân tộc nó ít. Bây giờ chắc ở đây chỉ còn 50%. Trẻ nó bụi ngược hết cả lên nhỉ, bóc tí còi cho nó lạnh.